Em xin chào quý anh chị, cô bác và các bạn nha. Hôm nay đi ra vườn hái mấy trái mướp, có bạn, có cái cô hàng xóm cho cổ vài trái ăn. Mà cô xin có một trái để mình kiếm đại 2-3 trái đi. Cái trái này nó cong cong nè, cong cong đeo đeo thấy ghét, hái luôn. Đây có trái mướp nè, trái này cong cong mà còn non quá ta. Thôi bỏ lại đi, đằng kia cầm đằng này. Mình kia bự hơn. Cái vàng này cũng dài. Trái này bự nè. Đó. Ôi bữa nay bầu nó lọc hồng. Thấy thương kìa. Hói trái bầu này bự nè. Mai hái bạn ơi. Còn mấy trái mướp đó chắc để mai hái luôn được quá. Cái trái mướp giống. Tự nhiên giờ thành giống luôn. Bự chạng luôn. Trái bên đó cũng ngon quá. Rồi còn mấy trái còn lại để dành mai hái. Đây, 2-3 trái cho được rồi. Tranh thủ cắt mấy trái mướp còn lại bạn ơi. Chờ chuẩn bị chín mưa rồi. Rồi. Giật sức cuốn luôn rồi. Giật sức cuốn luôn rồi. Chà, con trời chuyển tới rồi bạn ơi. Gió quá gió rồi. Đây, bẻ luôn cái này. Đó. Để đi lại này cắt luôn cái bầu này bạn ơi. Đây, cái bầu tròn đó bạn. Đây, quá bự luôn nè. Không nói mới được bạn ơi. Mưa tới rồi bạn ơi. Lớn quá lớn rồi. Rồi. Đi vòng qua bên kia bạn. Giờ mình chuẩn bị đi vòng qua bên kia. Mình cắt cái trái mướp còn lại mép kia kìa bạn. Đó bạn. Nằm bên đó đó bạn. Giờ mình đi vòng qua bên đó bạn ơi. Gió quá lớn rồi. Cái mướp này rồi giọt vô bạn ơi, trời giọt tới dữ lắm rồi, mưa dữ lắm rồi. Đây đó, sương sương vô đây đi rồi tính sao bạn. Nè bạn, có được cái bầu này bự quá, cắt bật rồi đó. Đây. Trời ơi nó nặng. Ôi má ơi, nặng dữ vậy chèn. Ôi nặng quá. Khổ qua mấy trái đèo đèo hái luôn đi. Thôi kệ, thôi bỏ đi kệ nó. Giờ đi qua hái mớ rau rồi bạn ơi. Đây là cải cầu vồng nè bạn. Bây giờ mình tính thu nó mấy cái lá như bự bự trước các bạn. Còn có mấy cái bụi nhỏ nhỏ này nè. Cái mình bứng mình đem nó vô trong chậu trồng bạn. Tại cái chỗ này nè bạn. Sắp tới mình trồng dưa leo nè bạn. Mình lên ba bên kia mình đào hai cái rãnh kìa bạn thấy không? Đó, hai cái rãnh. Coi như là mình vét chính giữa lắp vô hai bên đó bạn. Ha. Sau đó mình nhổ mớ cải ngọt các bạn ơi. Không có phân thuốc thành ra cái này mình nghĩ sâu không sâu thì cào cào bạn, mà cái kia rõ ràng là cào cào nhảy bạn, còn lõm mà sáng mình hái lõm mấy bạn. Rồi giờ mình bẻ mớ này đi rồi còn nhiêu thì này mình nói là cái cầu vồng mấy bạn, sao thấy giống chân vịt nhiều hơn rau chân vịt, nhưng mà không hình như cái cầu vồng bạn ơi, tại đây nó có màu đỏ này bạn ha. Nè giờ đi hái mấy cái lá lớn đi, còn cái nhỏ nhỏ, cái nhỏ nhỏ, mấy cái lá này xấu nè, bỏ đi già không ăn được. Đó, mấy cái này. Gom mấy cái già bỏ cái này làm phân, rồi xong cái mà đi bứng nó đem về trong chậu trồng bạn. Trời ơi xui bạn, ba mình nằm ngủ trong nhà mà tự nhiên nằm võng ngủ mà cũng mất điện thoại bạn. Buồn so rồi bạn, nãy đòi ra đây chơi cái ngủ dậy mất cái điện thoại rồi buồn quá nghỉ ra luôn rồi bạn. Trời ơi sụ lơ luôn rồi bạn. Chút mình hái rau xong mình đem ra cho ba mình, sẵn chắc đi mua cái điện thoại khác cho ổng mừng ơi, để già rồi không có điện thoại chơi buồn tội nghiệp. Mới mua cái điện thoại đó nay có khoảng
tháng mấy, 2 tháng thôi bạn, chứ không có mua lâu các bạn, mà tự nhiên nằm ngủ cũng bị mất nữa, già cả rồi bạn, tiếc. Thấy thằng Nghiệp đứt ruột nãy giờ. Kệ đi, coi như cái xui ngủ trong nhà mà nhà có 2 con chó nữa bạn. mà người lạ vô là nó sủa dữ lắm mà không biết làm sao. Nhà chỉ có 3 người, có mẹ mình nằm trong phòng ngủ vậy, bà chị mình với ba mình, mà không biết làm sao vậy mà mất được cái điện thoại cũng hay. Rồi, nhổ cho gọi cái này đi, cái chút xíu mình đi bứng cái đây vô trong chậu trồng sao. Giờ chủ yếu thì thu rau rác trước đi, rồi gánh gánh cái gà xới, xới ba cái đất lên đó bạn. Mà nó chắc phải rảnh mới làm được mọi người. Hứa gì chắc chạy ra ngoài ổng chơi, đem rau, đem bầu mướp. Trời ơi, cái gì mà ngày nào cũng giờ cũng có bầu mướp hết trơn nha bạn. Này, nhét nhét đi. Tại khi mình bứng lên mình sợ nó động rễ, nó cũng không sống được. Giờ mình ấy ấy cho nó. Mình tỉa hết mấy cái lá bự bự đó, ăn cho nó có đứt rễ nó cũng nuôi nổi. Rồi mình tỉa hết mấy cái lá vàng bỏ này nè bạn, mấy lá vàng nè, đó làm tỉa bỏ ha. Rồi kệ đi, rồi chút qua giải quyết vụ này sao. Giờ quẩy qua hái mớ cây ngọt bạn ơi. Đó, ở đây. Rồi qua đây bạn ơi, đây còn mớ cây ngọt nè bạn. Mớ cây ngọt này nhổ gốc luôn nha bạn. Thường bữa mình tiếc lắm, mình hay tỉa lá ăn, nhưng mà giờ sắp tới là trồng cái khác á, nên quyết định là nhổ hết luôn bạn. Cái mình cắt gốc lại làm sạch, rồi hổm nhổ một mớ rồi bạn ăn mới hết, nên bữa nay nhổ nữa, nhổ xong cái làm sạch lại đó. Rồi mấy cái chỗ này đợi mấy con bắp đó bạn, nó bự cái nữa là xới nguyên clip lên luôn. Đây là bạn bắp nè bạn. Ôi đất ôi, trái kìa bạn ơi. Thôi cô nó cao, nó cao 2 mét hơn có, 2 mét có bạn. Trái này ngon rồi. Ngày nào mình cũng ra mình rung ba cái thân cái bắp đó bạn. Mình nghe nói là rung nó vậy, cái phấn đó, nó rơi xuống đó, nó mới thụ phấn đều, thì trái bắp nó mới có trái, có hột đều bạn, còn không mấy nó bị súng răng. Đó, giờ mình nghe vậy đó, cái ngày nào mình cũng ra mình rung nó trơn. Mà thiệt mình thấy cái phấn đó, nó bay lá tả luôn à. Ủa quá trời đất, ý dùi, cải gì mà nó giòn, đụng tới nghe rớp luôn ạ. Nhổ thôi, và làm sạch sao. Rồi nay đem bầu mướp được ra ngoài. Rồi, hấp dẫn quá. Còn mớ, cũng còn nhiều, nửa đám luôn. Ý là nhổ thôi. Ồ, cái cải này là cải mèo Hà Giang nè. Ồ, nhổ luôn. Đây ba cây này là cái mèo Hà Giang. Ba mình nói sơ cải đó đắng, ổng không thích. Kỳ, mình ăn mình thấy nó ngon. Mỗi người cái khẩu vị hết bạn ha. Rồi, hai đống để đi, đi vòng bên đây bạn ơi. Vòng qua đây mới nhổ được, chồm không tới. Cái clip này mình làm nó rộng đó bạn. Sớm khoái cải thì nha bạn, rau đồ này kia nói rau sạch mà thiệt bạn, mình đâu có xịt thuốc, mình chỉ có bón phân thôi, nên nó thôi trồng đi mốt tao mua. Nhưng mà sắp tới đây ba mình đổi hí rồi, ông không cho mình trồng rau nữa, ông nói để tao trồng dưa leo, rồi sắp tới Tết trồng khổ qua, rồi kêu mình chừa mấy cái thùng á, rồi trồng gì ăn đó, trồng mấy cái thùng thông minh đắng đó bạn, đó. Mình mới cấy ba cái cải chút đó. Rồi, giờ mình đi làm sạch bằng đây, ba đống. Đó, sắp tới đây rồi, ba cải này lên nữa, ăn cái nữa còn ha. Rau xong rồi giờ quay qua. Có mấy trái đậu bắp bạn, bẻ bạn. Ngày nào đậu bắp cũng được mấy trái nó không nhiều, nhưng mà ngày nào cũng vậy bạn. Trái này nó hơi ấy. Mà mình không bẻ thì nó già nha bạn. Đậu bắp, ôi bẻ luôn mấy trái non này đi. Non ăn cho nó ngon.
Cây hũ bắp gì mà nó tốt mà nó cao tới vàng luôn nè bạn. Cái vàng mét 7 có bạn. Đụng vàng luôn nè. Ui dù. Hết tay cầm luôn nè. Còn đây nữa nè. Bỏ xuống đất đại cái bạn ơi. Hai xong thì nó bẻ luôn. Trái nào nó non cỡ nhà bẻ luôn cho rồi. Đây. Trái này luôn đi. Rồi. 2 4 6 8 trời được coi lần đầu tiên thấy hái được 10 trái lượt bạn. Đi hái ít rau dền này bạn ơi. Thấy này lá kìa, sâu. Biết sâu hồi cào cào nó. Ăn lỗ lỗ trơn, nhẩu luôn. Cái này mình nghĩ chắc là cào cào bún chứ không phải sâu đâu bạn. Bỏ vô bao đi. Vậy cũng lựa cây nào ngon ngon ăn chứ. Non eo luôn. Đúng là hàng không phân thuốc nó mới có sâu vậy nè. Vũ đất lại. Nay biết ba mình vô không? Chứ ba vô là nay ba nhổ hết đống này luôn. Giờ mình cứ nhổ mình ăn trước đi. Nấu canh. Nấu canh mồng tơi, rau dền rồi vậy đó. Bột ngót, mướp. Nấu với gà. Thịt bằm tôm khô. Nghĩ như đây chắc đủ ăn rồi. Lại đây hái trái. Trái này mình thấy nó vàng dữ nè bạn. Hái chắc hái nhú đi quá thèm rồi. Đây, trái dưa gan bạn. Còn cũng được 2-3 trái. Cái cây này vậy chứ nó cũng được 6-7 trái bạn. Mà giờ trái nó hơi nhỏ. Không có còn bự như trước nữa bạn. Đây. Hái cho nó nuôi 2 trái còn lại bạn ơi. Nè, vàng rồi ha. Hái lại đi. Ý dạ, đó. Đem vô, đem vô. Ủa, nó sẵn ở kế bên. Ở ngay đó luôn. Còn mấy cầm đồ đũa nè bạn. Đó, hái luôn. Còn cầm kia để chầm và hái bạn ơi. Mấy bạn ơi, hôm nay mình thu hoạch được một trái bột tròn, một trái bột dài ha. Mướp, đậu bắp, dưa gan. Còn cái này là cải ngọt, cải cầu vồng. Một ít đậu đũa ha. Còn cái này là bông thiên lý nè bạn, cả rổ luôn rồi bạn, mà nãy mình có quay bạn, nay lâu rồi hái được rồi bạn đó. Nay mình thu hoạch được như đây nha bạn, cũng nhiều ha bạn ha. Mình xin cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha. Nếu mấy bạn thấy thích thì tặng cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha bạn. Chào tạm biệt mấy bạn.